tiết lộ sốc về đám cưới với Trương Ngọc Ánh. Kim Lý chia sẻ anh đã nghĩ sẽ bỏ tất cả sự nghiệp về Việt Nam vì yêu Trương Ngọc Ánh, thậm chí cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Trương Ngọc Ánh và Kim Lý quen biết nhau qua lời giới thiệu của đạo diễn Cường Ngô trong quá trình tìm kiếm diễn viên đóng nhân vật Tùng Haro trong phim điện ảnh Hương Ga do công ty của Trương Ngọc Ánh sản xuất. Trong suốt thời gian công chiếu Hương Ga và sau này, Kim Lý, Trương Ngọc Ánh luôn xuất hiện cùng nhau, dành cho nhau những lời nói ngọt ngào và cử chỉ nồng thắm khiến không ít người phải ghen tị. Tin đồn phim giả tình thật của cặp đôi cũng xuất phát từ đó, nhưng cả hai chưa một lần chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, cả hai không còn sánh đôi cùng nhau trong các hoạt động. Trước thông tin Kim Lý và Trương Ngọc Ánh chia tay, cặp đôi cũng im lặng không trả lời bất cứ điều gì. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ thân mật với báo chí, trước ngày bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn ra rạp, nam diễn viên lần đầu lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm với bà mẹ một con. Kim Lý tâm sự anh và Trương Ngọc Ánh đã có thời gian từng yêu nhau, cả hai cũng có dự định kết hôn, làm đám cưới, nhưng hiện tại họ cũng đã chính thức chia tay được một thời gian. Chúng tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi đã ra Hà Nội thăm gia đình Trương Ngọc Ánh khá nhiều, và ngược lại cô ấy cũng từng sang Thụy Điển để gặp gỡ bố mẹ tôi. Chúng tôi đã có thời gian thực sự hạnh phúc, tôi cũng không còn trẻ bởi đã ngoài 30 và rất yêu trẻ con. Tuy nhiên, khi không còn phù hợp thì chuyện chia tay sẽ đến tự nhiên. Tôi vẫn rất quý và tôn trọng Trương Ngọc Ánh vì cô ấy xinh đẹp, thành đạt và rất thông minh, Kim Lý nói. Kim Lý đã làm tất cả để có một cái kết hạnh phúc, nhưng sau 2 năm, trái tim anh và Trương Ngọc Ánh không còn chung nhịp đập. Khi được hỏi về lý do chia tay, nam diễn viên từ chối trả lời vì anh cho biết không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm, nhất là khi Trương Ngọc Ánh đã có con, bởi theo anh, người tổn thương nhất sẽ là người phụ nữ. Kim Lý và Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí. Kim Lý là diễn viên Việt Kiều, từ Thụy Điển về nước và gây ấn tượng bởi vẻ ngoài manly, điển trai cùng cách diễn xuất chuyên nghiệp. Còn Trương Ngọc Ánh, cô hơn Kim Lý 7 tuổi, từng có cuộc hôn nhân nổi tiếng cùng nam diễn viên Trần Bảo Sơn. Ngoài làm diễn viên, cô còn là doanh nhân thành đạt và là bà mẹ một con đẹp mặn mà đầm thắm. Hiện tại, Kim Lý đang gây ấn tượng với bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn do anh đóng vai chính và Kim Luân nhà sản xuất phim. Nam diễn viên đang rất hồi hộp chờ phản ứng của khán giả với bộ phim này.